Ban tổ chức chương trình giải trí Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 vừa chính thức công bố danh sách 4 nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia, bao gồm ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Huyền Linh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và người mẫu Hà Kino. Với việc sự tham gia của nữ ca sĩ Thu Phương, cô đã thể hiện tinh thần táo bạo khi tham gia chương trình ở độ tuổi 51. Ca sĩ thuộc thế hệ 7X này đã hứa hẹn sẽ mang đến những điều bất ngờ và thú vị trong chương trình năm nay. Huyền Linh, người đã từng giành ngôi vị quán quân cuộc thi Việt Nam Idol, tiết lộ lý do đặc biệt khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Cô thể hiện sự tò mò về khối lượng công việc mà ekip chương trình sẽ phải đảm đương. Cô chia sẻ một cách hài hước rằng, chỉ khi nghĩ tới khối lượng công việc của ekip, cô đã cảm thấy đồ sộ và khổng lồ rồi. Diễn viên nổi tiếng Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã chính thức góp mặt trong danh sách tham gia chương trình. Với sự nổi tiếng và tài năng của mình, cô nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía người hâm mộ. Dưới bài đăng công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng rằng Lan Ngọc sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi. Lan Ngọc cho biết chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 sẽ tập trung vào việc thể hiện những tiết mục ấn tượng theo hình thức nhóm nhạc, mục tiêu là mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn và sảng khoái. Người mẫu Hà Kino, một gương mặt quen thuộc trong làng thời trang, cũng đã xác nhận tham gia chương trình. Đây sẽ là cơ hội để anh thể hiện tài năng và cá tính khác biệt qua chương trình giải trí đầy thú vị này. Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và công chúng. Với sự đa dạng về nghệ sĩ tham gia, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm giải trí độc đáo và thú vị.